chồng tôi nói không nên chết. À, Noel sắp tới rồi. Đúng ba chúng được 200 lượng má mày. Mua mấy đỉnh về nặng lượng vô câu. Noel sắp tới rồi thì gì chất 61 đầy vi ba đó. Mẫu qua đầy chị. Noel sắp tới rồi thì gì chất Không đi đái ăn đi ăn đi. Cái ăn ngủ đi đâu mà đi đái trời. Kỳ vậy. Đúng phim luôn. Noel thân anh định đuổi chứ đi đâu nè. Ờ đi đừng nói gì chích vượt cái chân là té xuống luôn á. Trời ơi chích giờ bò lên không ạ. Ở nội đây à. Ủa gì chứ có cái nhà giống gì ha. Anh Tuấn Nguyễn anh có cái nhà giống gì nè. Rồi chứ bán hàng chỉ có ngồi ra vô ha. Thu tiền ngon ha. Nói ảnh mua cho chứ cái nhà giống gì đi. Chứ có xỉn đâu mà rủ anh Tony lên nhà ngủ rồi chết. Hồi mày chết. Lửa sôi thôi chứ làm gì ghê vậy. Đâu có biết chơi chứ ơi. Ngồi y hệt như bà chủ vậy. Ngồi hết nổi rồi. Cho bà xuống đi ngồi cái đó ra vô buôn bán của người ta chứ ơi. Xuống đây ngồi nè. Chỗ đó người ta buôn bán. Đi. Giỏi con cưng. Rồi bà cũng trốn nha. Mày đầu xã đó, ăn chỉ bún nước mắm ngon. Sống gì xã? Thử quá, bữa chợ anh cả tàu mày ngon không? Thôi, tao có tiền, tao bao có gì không ngon đi, tự nhiên ăn tàu. Thôi, giờ có tiền ăn gì ở ngoài đi, làm chi cho cực chứ thôi. Tàu hủ, tàu xã nữa. Đi ăn áp phê, tao bao ăn cani, tao cộn như mày với ai gia tiền. Ôi kết lên tôi đi rồi bao chỉ rồi, mình anh tôi đi rồi còn ai có mình anh à. Còn ai cũng phải trả tiền hết á, anh là có phước lắm nha anh Tony. Vậy á, đi ăn lúa đi ha Bảo. Vì trước là ăn một trả 10 nha anh nên nhớ lại nha. Đó. Ăn té bánh tôm. Tài tiếng của anh là được có gì chứ đẩy lên dữ lắm á, mà không biết lên đâu nữa anh. Lên cao dữ lắm á. Đúng rồi lên cao. Rồi cầu thang xuống té cái bịch. Rồi lát anh Di Chức kéo anh lại một cái là anh té xuống liền. Ê tổng này là Di Chức đang thả anh té bắn tôm đúng không? Đúng rồi, chức biết anh sắp về rồi. Chức nhớ là đâu anh hứa anh về anh cho con 100 đô. Phải rồi. Không, bỏ ra có 200 ngàn của anh bút hơi thôi. Chứ là về cho 100 đô cái kèo này chắc kèo gài quá. Ừ, kèo này không ổn rồi cả nhà ơi. Ê, ta cần hướng chừng cho nó có tiền mà cần là đi ăn xin luôn mà. Khúc này à, không có cắt. Ăn xin là ăn xin chỗ nào giải thích được không? Vậy anh em tao mời con tao ngồi ăn nữa mẹ. Trời ơi. Ông ta đi còn chưa được ăn nữa là mày biết. Không có anh Tony nãy giờ với Hương Trần ngồi ăn không mà. Thôi xạo má, ổng mới qua mày diễn biến tử con tao. Ăn lường đụng chạy luôn mà. Trời ơi. Trời ơi. Chất là xuống đây con nói nghe nè, giờ chất ăn cái gì con bao rồi xong rồi chất nói lại cái câu đó. Lúa đi, lúa đi. Lúa con bao đúng mình chất thôi, còn ai ăn phải tự trả tiền nha. Trời ơi. Chồng ta bỏ ai? Không biết, không có lo. Đi chồng đi lần lần luôn. Không. Con đi tự bơi. Thôi chất cũng không bao con. Gì? Bao con đi. Trời ơi. Mới vô 5 triệu rồi đó. Có mình con à. Rồi, quá trời mình xin 600 cái nhiêu chuyện nhỏ. Ồ, anh bảo luôn sao? Anh bảo à, ba người 900 với 600 gì? 200 một đứa à ba. Lụm lúa gần đây. Hai lúa hả? Ờ, lụm lúa gần đây rồi. 200 người. Rồi chị Tiên anh bảo nó nè. Là hết 5 người là 1 triệu cầm chút. Tao. Con giấc. Không có đâu. Tao anh đi với này với quyền. Trời ơi, không có má chồng con chưa đi, con chồng bà. Chứ giờ có tiền để trong túi ba gan á, giờ tươi rồi ha. Ngồi giống như bà chủ vậy á. Quắc quắc cái giò cho con coi coi chứ. Tươi ha. Tươi quắc à. Thôi, tôi nghiệp chồng ta lắm, chồng ta bò bên đây, ta quăng bên đây. Quăng bên đây, đó, tươi á, thấy không? Mò là sao? Là có nghĩa là kiếm tiền của chất hay sao? Phải đi kiếm bánh bào. Kiếm bánh bào. Đứng son phải không? Ôi chất tụt xuống đây ngủ đi ngồi đây này chất.
Cô thử đi, cô đồn giống gì cầm đồ. Chị dạy cho mày quay hả, đâu có mà lấy tao được 1 triệu của bà Mỹ Dung rồi. Bây giờ tiếp tục xuống đi. Mọi tháng này lắm cuối lắm, mai nhiều quá, con chưa chết rồi đó, anh đã. Lý ra chị Mỹ Dung cho chất 10 triệu đặng chị nói với con á, mà chị chất không có ngoan rồi cho người này người kia. Chứ không có cái tiền đó là cho chất không đó. Chất có buồn không? Thôi, chia sẻ chất mơ. Chia sẻ chất mơ vậy thôi, bây giờ chất có 5 triệu, chất chia sẻ con 2 triệu đi. Không có đâu má, chồng con tội nghiệp nó. Có không? Im! Chồng con bị chồng chửi. Rồi tối nay mình nói chuyện như chị Mỹ Dung đi. Mệt quá anh ơi, Long Nhiên nó hành. Lớn lòng má mày. Long Nhiên nó hành, con nó mọc tóc á. Một cái lòm. Chồng chửi rồi, chồng chửi rồi. Quê rồi, chồng chửi rồi. Không làm gì mà chồng cũng chửi lên Hưng ha. Cái chồng gì thì chất của anh Hưng ha. Ý là thương chồng nhưng mà cũng khó lắm chứ ơi. Làm một người vợ hiền, vợ ngoan khó lắm chứ. Bây giờ là không ấy, chỉ cứ làm vợ hư đi. Rồi em nhậu. Rồi nó không nhậu, em nhậu rồi lộn em chọi cho nãy em đâu có ai chịu. À, chồng bên bển này đang nói chuyện thì chất ngồi bên đây đang lắng nghe. Thì thực tình mà nói hôm nay chất có 5 triệu thì chất rất là vui luôn, bao người này mà người kia. Nhưng mà riêng hơn Trần thì không bao. Giờ cố gắng năn nỉ bả bao đi ha, lụm lúa coi. Chất okay, xuống đây. Lụm lúa ngon không mà sao bác khoái lụm lúa hả ta? Nói chung ăn cũng như nhau rồi, cỡ bác khoai nó cũng như đó rồi. Trời má, lụa ngon rồi. Chỉ rồi, lụm lúa thì chúng ta nó lúa ai chút nhậu, chúng ta mình chỉ lụm lòng. 139 ngàn mà thấy ngon không? Ê, 139 ngàn ghê không? Ghê. 139 ngàn của anh Bảo hả? Sợ quá. Ăn xong rồi đi luôn á. Ông anh Bảo rủ đi nữa thì chết đi không? Không. Rủ con đi. Thôi bây giờ con đi con lấy tiền. Chết nhiêu vậy? 200. Má bà Phi này trả lồ le đằng nè. Có nhiêu 700 nghìn. Trời ơi 700 quần kìa anh. Mình chồng bà nhậu hôm nay hơn Trần không nhậu. Mình chồng bà nhậu 700 ngàn. Chồng nó nói Trần có nhậu mà tôi chỉ tính 700. Nhậu hoài có khuyến mãi không? Hoài chợ nó bán tẹt vậy nè, má nó ngủ quá tẹt vậy nè. Cái đồ gấp cái gì đúng không? Ờ. Má chị mua cho má chứ. 50. Má 20 với 10 ngàn. Ôi ơi, nó bán đồ đó tẹt giống mày vậy đó, mà cái lụa nhỏ đó nó có vàng. Bởi vậy á, mẹ có tiền mẹ cho ai ăn thôi mà mẹ mới cho con ăn, mà mẹ mua đồ mẹ kêu con mua, cái gì cũng kêu mua hết trơn đó. Lên mạng chửi mà không có đưa tiền. Đúng không mẹ? Tôi cho con gái 500 đi để có gì mua gì mua. Thôi anh cho đi. Nãy anh cho con gái cùng mượn gái tôi đâu cho vui. Đây nè cho bực, để trong đây nè. Dạ. Biết vợ không? Cô mét cho ông bây giờ. Ủa sao mẹ con kia chưa vậy? Nghĩ gì anh? Vợ anh không nghĩ gì kìa. Sao đây mất tiêu hết trơn rồi chị? Anh kêu ông ảnh núp lùm luôn rồi, ông Tò nó có núp lùm luôn rồi. Ông Trần núp nó lùm luôn rồi. Em có núp hết, chỉ còn em biết chị thôi. Chồng thì uống bia bên kia trời ha. Trời ơi sao kỳ vậy. Chồng hôm nay rất là buồn mọi người ơi. Chất ơi, người em chắc chồng bia là lát hồi có đưa tiền cho anh không? Lát hồi có cho tiền chồng không? Anh Tuấn ơi. Dạ. Tiền dặn đi. Qua đây đi. Trời ơi mệt quá rồi, hết chậu nổi rồi. Đúng rồi, mua sữa cho anh uống, anh yếu lắm rồi. Mua sữa về. Chất không mấy giờ nó ra vậy? Dạ 6 giờ cho nên Chất còn cái ý định, còn cái ý định là mua thuốc để cho ảnh trả bài cho chất không? Để không biết mua, không trả bài luôn hả? Sao? Sao? Ngon lắm.
ông buffet mọi người ơi. Và bây giờ đây ông giờ đi liền thôi chết. Đây là mang tấm hình một gái hay trai. Mày cứ coi cái giờ số hoài vậy. Chúng là chúng cái giờ hoài trời. Giờ thì bây giờ cái này cũng đang sổ mà. Đang ừ, từ từ mẹ mà. Ơi. Chứ sao từ từ á. Mà chắc sẽ có kết quả hai đúng không kìa. Má nó. Bốn ba hai lô luôn. Trời ơi. Chết quá trụ 573 nữa nè, cũng tụ rồi. Trời ơi. Tao cũng năm nữa nè, hôm nay lãnh tiền. Trời ơi. Mẹ, hôm nay tao lãnh tiền là 573. Ôi hay quá hả. 7-8-9 anh đi lính á. Tự nhiên qua sớm rồi à, vô Đà Lạt hình như đứa nào nãy trúng nè. Lạ đâu. Chú Đà Lạt tụi. 552 nữa kìa ấn tử rồi. Đây là Lạt anh cả gia kìa 552. Ý làm hôm nay lắm giết ơi. Hôm nay là sinh nhật của nhà cháu ông Vinh á. Giờ quay là con cả nữa đó, tao nghiệp ghê vậy. Ờ coi nè con cả nè. Quay là chú em cả tao nghiệp ghê. Cũng kỷ niệm một năm mà phải không? Ờ kỷ niệm năm lẻ ghê vậy. Quay là con cả tao nghiệp ghê. Ông cả này ông đang quay rồi bạch chất nè. Tao nghiệp nè. Một năm nè. Ủa có ảnh đi nữa hả? Nè nè. 952 nè má ơi. Chết rồi Trang ơi kìa. Trang. Dạ. 952 kìa đủ má nó ác ý quá Trang ơi. Ôi. Hạt nghỉ quá. Đập luôn đây chết. Ôi, cái điện thoại mấy triệu bạc. Nè, có ông cả nè. Nè, có ông cả nó nghiệp. Trời, có ông cả này, sinh nhật cháu ông Vinh luôn nè. Năm năm nay. Ủa, vậy là năm nay anh Vinh không có làm. Nè, năm nay nè. Có ông cả nè, ông cả quay vào quá trời nè. Vậy ông cả ghê nè, ông cả ba áo cũng do. Áo cũng sọc. À, vậy là nhớ năm trước là đắm sinh nhật à. Cháu của đại ở ngoài đường phải không? Ờ nè. Đại lớn. Đúng đường nè. Ờ. Con cả thì con cả ghê nè mẹ. À, nó đau quá trời đau. Mẹ nè. Mẹ con đường xưa đi. Nay mày đi vô chùa bốn mặt đây là linh lắm á. Chùa bốn mặt. Ờ con kia nó chở mà đi. Mặt này, anh vô chị Trang coi cho chất con quẻ nào cho bà trúng số rồi phải nuôi chồng bà rồi hai vợ chồng mua quà em vô một con nữa giờ biết làm sao cho trúng số trời mẹ áo bà ba đẹp luôn em ông bà nè ừ. Áo bà ba con cây quá hả vậy quá ờ bữa mặc áo bà ba đẹp ha ừ, áo bà ba có ông cả tôi nghiệp đó ông cả hình như bên đây nè đất nó cả.